quý vị và các bạn ha. Không ra cũng lâu quá không lên cái chuyện cho quý vị và các bạn vui ha. Cũng bận chuyện quá quý vị các bạn. Hôm nay thì mình cũng có câu chuyện ngắn này cũng kể cho quý vị các bạn nghe vui ha. Thì câu chuyện này nói về ông đó đi soi ếch mà ông đâm trúng ếch quỷ nha quý vị các bạn. Thì câu chuyện là như thế này để mình kể cho quý vị và các bạn nghe vui ha. Thì câu chuyện này cũng mấy người xưa trước tới lớn tuổi kể lại thì mình cũng biết, mình kể cho quý vị nghe ha. Thì cái là ông đó thì hai chồng sống nhau thì cũng gia đình nghèo lắm quý vị các bạn. Thì có được cũng có đứa con cũng trai cũng 7-8 tuổi cũng lớn rồi. Thì mùa nước lên thì ông đi cắm câu rồi soi ếch quý vị các bạn. Thì chiều thì ông cắm câu cũng cắm một vạt, còn vạt kia thì để dành ăn soi ếch. Chiều với bữa đó ông đi cắm câu cắm cũng đâu 100 cần câu gì đó, cái cắm xong xuôi rồi bắt đầu cái cỡ 7-8 giờ cái ông đi cắm câu nó gì tầm nó nói điểm đó cá dính, nó nói còn bành không còn tay lên không cái gì các bạn ơi, chúng mánh nó nói điểm này sao hên quá cá bự không cái khoái ha. Cắm xong rồi bắt đầu cái dính đâu cũng có chục ký cá lóc, nói có lý rồi mời bán kiếm mua gạo nọ mày nọ đồ trang trải cuộc sống gia đình của gì các bạn. Thì cắm câu cá dính nhiều ông khoái ông mê, cái ông đem mấy cái về cho rộng xong đây nhắc đó cũng 9-10 giờ của gì các bạn, ông trống chuồng đi soi ếch nha. Cái ông chống đi soi ếch đi mà soi giấc đó là ông nói là cỡ chừng 3 giờ ông dựng cuốn câu là ông cho vợ đi bán không cái gì các bạn. Cái mùa nước lên thì có cái miếng đất là di tì đó là ếch dữ lắm, ếch luôn gom lại đó cái gì các bạn, tại xung quanh thì nó nước ngập trơn, chỉ có cái bờ bao như tì đó thì cái hàng xài không có gì các bạn. Thì nước biêu lên nó có hàng xài đó là nó chưa ngập nước không có gì các bạn, ếch gom là nó còn nào nó bự lắm. Thì vòng vòng mấy chỗ khác thì ống soi biết là ếch cũng hết, nó có chỗ đó đó là ếch nhiều đó, không ai dám lại chứ mà ống ớn không có gì các bạn. Tại ra đồng có quạnh hiu có mình ống, mà cái soi mấy chỗ khác thì là biết hết ếch, có chỗ đó đó giờ không ai dám soi mà ông cũng không dám lại. Cái chỗ đó là quý vị biết không, dòng họ chú bác đồ người ta chết nên ta chôn cho nó, miếng đất đó thì nó khoảng bao cũng công mà mã bao cũng được cái nhưng mà đá có mà đất có là cũng gì mà. Cái rồi lúc có miếng mà đất nghĩa địa đó, đó thì có chiều người ta đi ruộng về ngang là người ta thấy là có là giờ người ngồi trên cái thấy có người gái ngồi trên cái mà cái nóc mã cái gì các bạn, người ta chặn dạng lên ngang và nhìn ta thấy là ta nói là có cái dáng người ngồi trên cái mã mà ta đi lại gần thì mất tiêu. Bắt đầu ta miếng đồn ra cái gì các bạn, ta nói miếng đó là có ma. Thì ông soi tới đó ông cũng nghe câu chuyện ta kể, ví dụ mà có người gái ngồi trên cái nóc mã, ông tới đó ông cũng ớn dò cái gì các bạn. Ông cũng soi vòng vòng kia hoài không có, quyết tâm là miếng đất đó không soi. Đây soi cũng ớn, đồng không hiu quạnh mà nước thì ngập lấp láng, mà xài cái nào nấy chà bá lửa bịch hù, xài trồng lâu năm cũng gì các bạn, thì có bờ bao cũng bự lắm. À, nước thì nó không có ngập, nó còn những 5-6 tấc còn chống trơn. Gọi tới bữa xài thấy trời ếch lèm, nhưng mà bắt đầu gọi vô đất nó mã nó trắng phiếu chứ gì các bạn.
chắc đó là ông ốc hát thì bắt đầu nó nổi gần gần lên luôn cái gì các bạn. Cây dòm thấy ếch nhiều quá cũng quên dùng ma. Trời ơi, ông Nguyễn nào cũng chống cập cập theo cái bòi xài đó. Đồng hơi mấy con ếch nào mấy chồng bá lửa không cái gì các bạn ơi. Ông rồi hôm nay vô nữa. Cây bắt đầu chống một hồi. Lại tới con xài kia. Và cây xài kia thì bự dữ lắm bự. Xài đó nó trồng xài thanh ca không cái gì các bạn, nó tàn bự dữ lắm. Cái lại tới cái xài đó gọi xuống dưới gốc cái thấy con ếch chồng bá lửa ngồi cũng bằng cái thao. Trời ơi con ếch dữ thần bự rồi. Ông lúc đó hồi hộp mà tim đánh mình vịt vịt sợ nhảy không cái gì các bạn. Con ếch bự quá mà nhảy cũng. Đây ông chống nhẹ nhẹ lại nghe. Cầm chĩa nghe ông nghiền. Đâm cái sột cái con ếch nó lắc qua nhẹ bên cái chặt lắc. Trời trời. Đó giờ mình đâm đâu có con nào nó xảy này sao mà. Con này né được trời. Đây ông rút mũi chĩa ra tại xuống đất quẹo mũi cho cái gì các bạn. Rút ra ông sửa mũi lại đàng hoàng lại ông nghiền ngay mới cũng đâm. Đâm xuống lắc qua bên kia chặt lắc. Ông ếch bự dữ lắm mà ông đâm cái nó né. Trời trời ếch nó né được ta. Cái ông rút mũi chĩa ra sửa lại nữa. Lúc này ông nghiền ngay nè, nghiền tịt cái mũi. Đâm một cái sột cái né. Né còn bên nó nhảy tuốt lên trên cái đọt xài đánh luôn cái gì mà. Thì nó ngồi trong góc xài. Nó đâm một cái sột nó bắt đầu nó né nó nhảy gạt lên cái xài vậy. Gạt kẹt bên xài cái ông gọi lên đi xài cái bắt đầu ấy, mất tiêu. Ủa ếch gì mà leo xài ngộ quá trời. Nào giờ ông ếch đâu có thấy một con ếch mà leo xài làm sao mà leo lên cái xài mất tiêu rồi. Ông gọi vòng vòng trên cái xài hoài cũng gặp. Gọi rồi lấy cái chĩa mà đập sạc sạc chẳng có nhảy xuống không. Mất tiêu nó lạ đời nha. Nó giờ đâu có thấy một con ếch bự mà đâm mà còn né mà nhắc này mà nó nhảy lên đi xài mất tiêu rồi. Gọi hoài tức mình gọi hoài lắm xài không gặp. Kiếm cái buổi cho nó gọi vòng vòng cái buổi gặp ếch cho nó xài không gặp các bạn. Ai một đầu kiếm hoài không có tức. Ông xách cái bình với cái đèn mà nó cái đèn đỏ đầu với cái bình nó cái bình sáo. Đó có bình rồi. Đó xách cái bình cũng tính tiền xưa thì cũng có mấy chục ngàn mà. Rồi lúc đó thì nó bình nó mới ra nó mắc nó gì các bạn. Thì ai đi mà người câu lứ rồi cũng có sắm bình chứ còn không ai người câu lứ thì đâu có sắm bình làm gì. Rồi ông xách cái bình với cái đem chuồng không tức của mình. Tại sao mà ít chậu bá mà leo cây mà leo lên cái xài tiêu luôn. Cây ông muốn xuống chuồng không đi. Chuồng đi mới trống đâu chừng 10 thước. Rồi nghe trên cái xài nó làm ào ào chánh mà nó gừ kha kha lắm lánh chánh thôi gì các bạn ơi. Tiếng cười ma quá nó ghê lắm. Ây ông lóng tai ông nghe trên xài từ kha 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 chánh. Ôi trời Phật ơi. Bữa đêm hôm mà ai leo xài mà cười bị ta. Cái ông sừng cái xuồng lại. Sừng xuồng lại cái ông hỏi ai mà nửa đêm mà leo xài cự chánh chi ạ? Nó làm thinh cái gì các bạn. Đấy, ông mới chống chuồng lại gốc xài đó. Gốc xài chỗ ông đâm ếch nãy, chỗ ông kiếm ếch. Chống lại đó, ông cặp chuồng đó, ông gọi lên đi xài. Gọi đèn lên xài. Trời ơi, gặp cái nhỏ con gái mà nó ngồi bằng nguyên đồ trắng nó trển mà nó tóc nó xạ xuống sủ bít mặt xem. Ông gọi lên mà ông gặp nó bít mặt xem. Đây hỏi ai ngồi trển ạ? Làm thinh bắt đầu nó lấy tay nó dán tóc nó ra nó cười vậy nè. Trời ló hai cái nanh nó chỉa ra và chân tóc. Trời Phật ơi ông thấy ló hai nanh ông phóng xuống chuồng sợ mà. Ông xuồng trời ông trống thì cũng gãy sào.
bắt đầu cái là ông sợ quá trời sợ, ông trống gì xuồng về luôn cái gì các bạn, ấy trống về nhà luôn cái dài lúc đó ốc hát chịu nổi mà nó mệt nữa, cái về kêu bà nó mở cửa vậy, cái bà mở cửa lúc đó cũng khoảng 2 giờ mấy, hỏi thăm câu này biết nhiều không, nói cũng có lý lắm mời mà tức gì tôi kể chuyện cho bà nghe nè, nói chuyện gì không, trời ơi tôi soi ếch hôm nay đầm trúng ếch quỷ vợ ơi, nãy tôi soi trong chỗ gốc xài đó gặp ếch rồi bá lửa bằng cái thao gặp phật ruột đâm 2 3 cái, một cái nào cũng né né chặt lắc, một cái sao không biết đâm trúng mà nó né nó nhảy lên cái xài mà lên tôi gọi hoài không gặp, mà một hồi thì kiếm hoài hồi không có, tôi đi bắt đầu trống chuồng đi cỡ 10 mét mà bắt đầu cái xài nó nghe cừ lanh lảnh, tôi muốn trống chuồng lại trời ơi tôi gọi lên cái xài ha, tôi gặp nhỏ con gái mà nó ngồi trên xài mà tóc nó xù xuống hỏi nửa đêm mà sao mà ngồi lên cái xài làm thinh, là hồi cái nó lấy tóc nó giật ra nè cừ cái ló 2 cái nanh ra ha, thì có tắt cái bà ơi thấy ớn lạnh quá trời sợ trống chuồng về luôn mà. Câu vọng gì đó là bỏ luôn mà chưa có cuốn nó bởi rồi bắt đầu cái kể quả này nọ, hồi cái nhỏ con ở trong bụng mơ cái gì các bạn, nhỏ bà cũng 7 tuổi nó nằm ngủ với bà tự nhiên cái em à, thức dậy rồi nó còn nằm trong mùng mà hồi nó bắt đầu gì nó dán mùng ra cái nó từ cái dưới đất mà nó nhảy lên cây mà kêu cây gì đây, cái nhà mà có cây chổng hay gì không phải cái gì quên rồi cái gì các bạn, nhà mà có cái cây gì nằm ngang cây xiên ngang ở cái xiên ngang nhảy lên ngồi cho nó cười ha hả cho nó cái gì các bạn, cái ông bà tiên hửng của sao mày nhảy lên đó ngồi chi vậy, cái nghe nó cười lanh lảnh ủa ông nói ủa sao giống tiếng của con quỷ nãy của trời ta, cái hỏi sao mà con leo nữa, cái nó mày á nhỏ nhỏ chỉ mày nghe chỗ tao ngồi nãy tao ngồi chơi mà mày đâm tao mấy chỉ tao không né chết là chúng tao chết rồi nghe mày, ngày mai á mày phải kiếm con heo 100 kg mày ra đằng trước đó mày gái cúng cho tao mời tao ăn là bắt đầu là tao mới tha nhỏ này chứ thôi là tao bắt nhỏ này nó là theo luôn á, hai ổng với bà muốn biết con quỷ nhập con ổng hai chồng nghĩ quá trời nó đâu biết bà mà cũng thông cảm con nghèo khổ đi sao ếch đâu có biết ếch đó là bà đâu, có gì cũng tha thứ cho tôi bà ơi cũng không có biết thì tao nói là mời cúng con heo 100 kg cho tao đó, rồi nếu mà không cúng đó, thì nhỏ này mời tao bắt theo đó, thì bắt đầu cái là năn nỉ hoài cái không được quỷ nó phải cúng cho heo mới chịu, còn ấy là nó bắt nhỏ mà nó kêu cúng phải cúng heo sống đó, heo đứng mới được, cái bắt đầu cái hai chồng sợ con chết rồi bắt đầu đồng ý, đồng ý xong xuôi rồi bắt đầu cái nhỏ nó phóng đất phóng xuống cái bắt đầu cái nó vô một cái đồng là lúc đó con quỷ nó xích gà cái gì các bạn, cái mời hai chồng nghèo quá trời cắm câu kiếm từ đồng từ cắt tiền đâu mua heo, cũng đi hỏi mượn chỗ này chỗ kia cũng kể tình trạng gì cho người ta thấy tội nghiệp quá ta mới mà cho mượn tiền ông mua heo mua sẽ được con heo căng cũng có 100 kg ở trên 100 về cũng đặt bàn trước cửa là 12 giờ cúng cho nó đúng 12 giờ cái bắt đầu cúng mà.
Con heo bắt đầu đóng nộp cuộc chân chỗ cái bàn cúng nó cái gì bà đóng chân đó cái cúng xong xuôi rồi bắt đầu con heo nó tự nhiên nó dãy gần gật gật chết luôn cái gì các bạn ơi. Chắc con độ là nó lợi nó giật con heo nó ăn quá thì nó là giật con heo chết ngắt luôn. Gọi là nguyên nhà đã như sớm nó đâu có dám ăn con heo đâu, đầu miếng đào lỗ chôn heo đó. Thì từ đó sau cúng heo xong rồi bắt đầu nó không có lợi phá nữa gì các bạn. Thì nó ăn được heo nó thì nhỏ nó thì nó cũng được qua cơn mà sợ bị mà nó dẫn theo cái gì các bạn. Cúng ăn xong rồi thấy cũng ổn. Thì từ đó sau cái ông bỏ nghề làm ếch với ông cắm câu luôn cái gì các bạn, sợ quá trời sợ. Thì câu chuyện ngắn mình cũng kể tới đây cũng kết thúc cái gì các bạn à. Thì ông Phương cũng hẹn lại câu chuyện kế tiếp ha. Thì câu chuyện này thì xưa kể lại thì cũng có thiệt nhau cái gì các bạn. Thì chuyện tới đây cũng kết thúc cái gì các bạn à. Nếu các bác anh em nào vô clip mình xem thấy thích thì bấm ký ủng hộ mình ha. Nhấn chuông kế bên nhận được video mới không cái gì các bạn. Rồi xin chào, hẹn lại clip tiếp nha.